Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Đông ở 13 tổ 8 khu phố 3 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất của công trình này ha. Có thể thấy đây sẽ là một công trình nhà lô phố mái bằng hiện đại nha quý vị. Một kiểu nhà mà chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp ở những vùng đô thị. Nhưng mà trước khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi sẽ giới thiệu quý vị sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home nhé. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước: miền Bắc 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ ở YouTube thì cái kênh Mark Home rất là nổi tiếng đúng không nào, với hơn 100.000 lượt đăng ký. Kênh Nhà Đẹp Mark Home với hơn 1 triệu lượt đăng ký. TikTok chúng tôi sẽ có kênh Nhà Đẹp Mark Home, Facebook sẽ có fanpage Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Website chúng tôi sẽ có website là markhomegroup.vn. Trong website này chúng tôi có giới thiệu qua về những công trình được bàn giao nè, giới thiệu về công ty, trụ sở, rồi đây một số những mẫu nhà đẹp để quý vị có thể lựa chọn ha. Những công trình đã được thiết kế và thi công trọn gói bàn giao, rồi những công trình đã thi công nội thất, khách hàng đánh giá về Mark Home, kinh nghiệm làm nhà vân vân, rất là đa dạng luôn, quý vị có thể tham khảo qua. Ngoài ra quý vị hãy truy cập vào Thước Lộ Bang online để mà chúng ta tham khảo qua về điều này. Thước Lộ Bang sẽ là công cụ giúp cho chúng ta đó được những cung tốt hay cung xấu dựa theo đó chính là kích thước cửa cũng như ta sẽ nhập vào đây nha quý vị. Thì cung tốt sẽ là màu đỏ và cung xấu sẽ là màu đen. Quý vị có thể là xem qua về hồ sơ của ngôi nhà của mình hoặc là chúng ta trực tiếp đo đạc cái phần cửa của mình, sau đó thì chúng ta nhập thông số vào. Thì quý vị thấy là chúng ta sẽ có nè, ví dụ là thước lỗ ban 52,2 cm là khoảng thông thủy cửa cửa sổ, thước lỗ ban 42,9 cm dương trạch là khối xây dựng bếp bệ vật, và thước lỗ ban 38,8 cm là âm phần đồ nội thất, bàn thờ, tủ, vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về 3D của công trình ngày hôm nay ha. Như tôi nói ngay từ đầu thì công trình này sẽ là công trình nhà lô phố nha quý vị. Và đặc trưng của nhà lô phố là gì? Đó chính là quý vị có thể thấy là nhà lô phố thì thường sẽ thiết kế là có cái chiều dài, đúng không nè? Có chiều dài nó rất là dài ở phía sau, còn về chiều ngang, chiều rộng thì nó sẽ hơi khiêm tốn một chút xíu, thuộc dạng là nhà ống đó quý vị. Thường thì những công trình nhà phố thì đều sẽ như vậy. Và chúng ta sẽ thiết kế cao tầng lên bên trên để mà có thể đảm bảo đầy đủ về mặt công năng. Với công trình này sẽ được thiết kế đó chính là phần mái bên trên là mái bằng hiện đại ha. Và kiến trúc sư cùng với gia đình thì cũng đã thống nhất đó chính là sẽ đặt thêm một cái phần mái che ở phía bên trên để mình nó giúp che nắng che mưa cho phần mái bằng của chúng ta, giống như cái phần sân thượng bên dưới vậy đó. Thì quý vị sẽ thấy là phía sau ở vị trí này thì chúng tôi sẽ có lợp thêm một cái phần là mái tôn. Còn ở phía trước ở đây thì sẽ là cái khung mái che sẽ là thép hộp sơn tĩnh điện ha. Bên trên sẽ đặt thêm một lớp mái kính. Kính này có thể là kính cường lực cũng được hoặc là kính nhựa cũng được. Còn cái phần mái tôn ở phía sau đó quý vị thì cái tông màu sẽ là tông màu xanh dương nè. Và mái tôn thì vì sao lại được sử dụng cho công trình này? Thật sự thì đây cũng là một cái lựa chọn anh nghĩ là cũng phù hợp thôi, bởi vì thứ nhất là mái tôn nó sẽ rẻ hơn, nó tiết kiệm chi phí hơn so với việc mà chúng ta thi công về cái phần có thể là mái ngói đúng không nào? Bởi vì bản thân khi mà nếu mà chúng ta làm mái bằng thì thực là không có làm thêm phần mái ngói bên trên rồi. Và cái mái tôn đó nó sẽ giúp chúng ta, ví dụ là trời mưa trời nắng đi, nó không tác động trực tiếp đến cái phần mái bằng bên dưới chúng ta, mà sẽ tác động đến những cái phần, ví dụ ở đây đó chính là phần mái kính ở phía trước hay mái tôn phía sau. Đó cũng là một cái ưu điểm đúng không nè. Bởi vì nếu mà nó tác động trực tiếp xuống thì chúng ta sẽ phải rất là tính toán kỹ đến cái vấn đề là chống thấm, chống dụng nước mưa, rồi chống nóng đúng không nào. Đó là những cái yêu cầu rất là quan trọng. Cho nên đây cũng là cái giải pháp để mà chúng ta có thể cải thiện hơn với cái tình trạng này. Ngoài ra thì có một cái công dụng nữa em nghĩ là cũng giúp che nắng che mưa khi mà chúng ta đang sinh hoạt ở bên dưới. Tức là cái tầng của mái bằng, cái không gian sân thượng này thì cũng đang để trống. Gia chủ hoàn toàn có thể là chúng ta
thư giãn ở đây, hoặc là chúng ta có thể là trồng rau, hoặc chúng ta làm nhiều cái hoạt động khác. Nếu như mà không có những cái phần mái che ở bên trên như thế này, ví dụ đang sinh hoạt mà trời mưa bất chợt, ta phải chạy vào bên trong cũng rất là bất tiện. Còn khi mà đã có thì chúng ta không e ngại vấn đề này. Đó cũng là một cái công dụng của việc thiết kế thêm những cái phần mái che ở bên trên như thế này. Và bởi vì cái mái che này thì em nghĩ là chi phí nó sẽ rẻ hơn so với việc mà chúng ta thi công mái Thái hay mái Nhật rất là nhiều, cho nên là đây cũng là cái giải pháp mà quý vị có thể tham khảo. Đó là bàn phần mái nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến đó chính là về thiết kế mặt tiền của công trình. Thông thường thì những công trình nhà phố quý vị thấy là hai bên là đã cặp vách với nhà hàng xóm rồi, cho nên là tất cả những gì đẹp nhất thì chúng tôi sẽ đều show ra, chúng tôi đều thiết kế ở ngay vị trí của mặt tiền ha. Đầu tiên đó chính là bên dưới tầng 1 thì chúng tôi sẽ ốp ở đây là hoa granite thượng ngựa hoa cương với tông màu nâu và những cái đường vân loan khá là đẹp mắt. Ở phía bên trên chúng tôi sẽ sơn tông màu ghi nhạt, kèm theo đó là một số vị trí sẽ ốp gạch trang trí. Còn đây sẽ là không gian của tầng sân thượng. Có một điểm cộng của công trình này đó chính là những cái vị trí mảng xanh. Kiến trúc sư họ thiết kế cũng rất là nhiều, ví dụ ở đây quý vị thấy là trên tầng 2 cũng có, trên tầng 3 sân thượng cũng có luôn. Sẽ trồng một số những cây xanh để góp phần tăng thêm sinh khí. Lan can thì sẽ là lan can kính cường lực. Còn hệ thống cửa thì cũng là 100% cửa nhôm hệ kính. Đây là cái lựa chọn gần như là tốt nhất rồi quý vị, bởi vì cửa nhôm hệ kính nó sẽ giúp lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên vào bên trong một cách tối đa. Chưa kể đó chính là cái diện tích kính lớn cho nên nó cũng có nhiều sinh khí. Nếu mà ở đây mà chúng ta đặt một cái cánh cửa gỗ chẳng hạn, hoặc là thép vân gỗ thì cũng được thôi, nhưng mà cảm giác ngôi nhà chúng ta nó sẽ bị là thiếu cái nguồn ánh sáng, đúng không nào? Bởi vì hai bên chúng ta đã không mở được cửa sổ rồi, mà ngay cửa trước mà chúng ta không lấy được nhiều nữa thì nó rất là uổng, cho nên đó cũng là lý do mà chúng tôi sẽ thiết kế là cửa nhôm hệ kính là như vậy. Với công trình này thì sân sảnh chúng tôi sẽ thiết kế là ba bậc tượng trưng cho ba cấp thiên tài, địa tài, nhân tài theo thuyết tâm sinh tương ứng, và chúng tôi cũng sẽ ốp đá granite hoa cương cho ngay vị trí này luôn. Đây là phối cảnh ban đêm của công trình ha, có thể thấy là hệ thống đèn chiếu sáng nè ở ngoài trời nè. Đây sẽ là những cái đèn được thiết kế phong cách đơn giản thôi, bởi vì đây là ngôi nhà hiện đại mà thường sẽ không có đặt những chiếc đèn quá cầu kỳ ha, nhưng mà cũng góp phần tăng lên cái vẻ đẹp của công trình vào ban đêm. Với công trình này thì chúng ta quan sát một chút xíu sẽ thấy đó chính là chúng tôi thiết kế luôn phần cổng ở phía trước nè. Cổng này thiết kế cũng đơn giản thôi quý vị, cũng là thép hộp và sơn tĩnh điện ha, với tông màu ghi và tông màu gỗ. Nó cũng sẽ góp phần mang đến cái vẻ đẹp hiện đại hơn cho công trình. Còn bây giờ thì em sẽ xem đến đó chính là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà ha. Đầu tiên đó chính là về mặt bằng định vị công trình đi. Đây là tổng quan công trình thì quý vị có thể thấy là chiều dài nè là gần 30m ha, bề ngang sẽ là 5m. Rồi so sánh hoa tiêu chữ B thấy công trình hướng lên bên trên và hướng bên trái, bên trên là hướng Bắc, bên trái là hướng Tây, công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là Tây Bắc. Bây giờ sẽ mời quý vị xem một số hình ảnh thực tế nè. Đây là hình ảnh chúng ta chụp lại được bằng flycam, thì đây là cái vị trí ngôi nhà sau này sẽ xây dựng ở vị trí này ha. Quý vị thấy là lân cận là đã có rất là nhiều nhà hàng xóm rồi, cho nên đó lý do mà chúng tôi sẽ phải thiết kế như vậy. Còn đây hình ảnh nhân viên của Mark Home đến để mà ký kết hợp đồng với gia chủ. Tiếp theo thì em sẽ xem đến đó chính là về mặt bằng bát rạch phong thủy nè. Quý vị thấy các hướng nè, đông bắc sinh khí phúc lộc vẹn toàn, tây bắc phúc đức mọi sự ổn định, tây thiên y thiên thời che chở, tây nam phù vị sự giúp đỡ. Công trình như em nói lúc nãy là tây bắc là phúc đức mọi sự ổn định. Tiếp theo xem đến mặt bằng công năng của ngôi nhà ha. Quý vị nhìn vào sẽ thấy chiều dài ngôi nhà là 20m, chiều rộng sẽ là 5,05m, diện tích thiết kế tầng 1 100m², tầng 2 là 105m² và tầng tâm là 10m². Bây giờ sẽ cộng những con số này lại với nhau. Em sẽ lấy 100 nè, cộng cho 105, cộng cho 10. Thì tổng diện tích thiết kế công trình là 215m². Lưu ý là đây là những diện tích tường bao nha quý vị. Tức là chúng tôi sẽ tính những cái phần tường bao. Thì đây là diện tích mà chúng ta là diện tích sử dụng. Còn diện tích xây dựng thì nó sẽ khác nhé. Diện tích xây dựng sẽ bằng diện tích sử dụng cộng với những diện tích khác như móng mái, sân, tầng hầm. Cho nên là thường diện tích mà xây dựng sẽ lớn hơn diện tích sử dụng. Còn tiếp theo xem đến công năng thì tầng 1 sẽ bố trí là phòng khách nè, phòng bếp ăn nè, một phòng ngủ, một vị trí nhà vệ sinh. Công trình sẽ có 3 lối tiếp cận, cửa chính đi vào phòng khách, rồi một cái cửa mở ra mặt bên và cửa hậu phía sau. Thật sự đây cũng là một cái ưu điểm của công trình này đó quý vị, bởi một số những công trình nhà lưu phố khác em biết thì thậm chí là chỉ có một lối cửa ra vào thôi, chỉ có một hướng cửa thôi, còn cái nhà này thì đến vài lối cửa, cho nên sẽ giúp cho ngôi nhà nó sẽ có cái sự thông thoáng hơn.
cửa chính và cửa hậu nằm lệch một bên, không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát. Ngoài ra thì quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ có thiết kế lỗ cầu thang nè. Cái bậc cuối cầu thang nó sẽ không có hướng ra phía cửa, cho nên cũng sẽ không phạm vào nguyên tắc phong thủy, đó chính là cầu thang thoát tài. Thực sự đây cũng là cái điều mà An thấy là cũng rất là hay, quý vị có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình ha. Còn đây sẽ là tầng 2, chúng tôi bố trí là một phòng thờ nhé, có thêm 3 phòng ngủ và 2 vị trí của nhà vệ sinh. Và cuối cùng tầng tâm thì đây sẽ là không gian sân thượng giặt phơi ở phía bên ngoài. Tiếp theo sẽ xem đến đó chính là về mặt đứng của công trình. Nhìn vào đây ta thấy có song không định của mái là 10,5m, sàn từ 1 sang tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn của tầng sân thượng, tầng tâm đã là 3,6m. Ngược lại có song không xuống lệ sơn là 450mm, chia cho ở đây là 3 bậc, mỗi bậc sẽ là 150mm. Như An từng chia sẻ đó chính là bước chân người Việt Nam chúng ta thì tầm 150 đến 180mm cho một bậc là thoải mái nhất, cho nên là thông thường thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế dựa trong cái giới hạn này. Bây giờ sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt cắt của công trình. Thì quý vị nhìn ở đây sẽ thấy là lối cầu thang di chuyển ở giữa nhà nhé, rồi một số những cái ô cửa đi nè, có 2m7 nè. Rồi những cái ô cửa sổ cũng rất là dày đặc. Ở phía bên trên của không gian của tầng tâm, quý vị có thể thấy là nếu nhìn kỹ sẽ thấy là cái không gian của ngoài trời sân thượng thì chúng tôi sẽ hạ cost, tức là nó thấp hơn so với sàn nhà chính một chút xíu, để tránh cái trường hợp đó chính là trời mưa chẳng hạn, nước nó có thể tràn ngược bên trong. Tương tự với những vị trí này, ví dụ là những cái lối ban công ở ngoài trời thì chúng tôi cũng sẽ hạ cost nha quý vị. Vị trí nhà vệ sinh nếu mà chúng ta thi công xây dựng thì cũng sẽ như vậy. Tiếp theo anh sẽ xem đến đó chính là về chi tiết thang của công trình nhé. Ở đây quý vị sẽ thấy nè, đó chúng tôi sẽ ký hiệu rất là cụ thể nè. Ví dụ mặt bằng thang tầng 2 đến tầng tâm đi sẽ là có 21 bậc, tương với công thức là 4N+1 theo phong thủy ha, tương với cung sinh, trung sinh, lão, bệnh tử. Ở đây về vật liệu tôi ký hiệu số 1 nè, là bậc thang sẽ ốp đá granite đen ánh kim dày 20mm. Còn số 2 là lan can sẽ là kính tây vịnh gỗ. Còn đây sẽ là về chi tiết thang ở trong mặt cắt, lúc này chúng ta cũng thấy rồi. Còn đây là chi tiết cụ thể luôn, quý vị thấy chi tiết con tiện inox dày 12mm, kính cường lực dày 12mm. Rồi một bậc thang thì bên dưới sẽ có rất là nhiều lớp, ví dụ là lát đá granite màu đen, lớp trát lót bậc thang, lớp gạch xi, sàn bê tông cốt thép, lớp vữa, lớp sơ ba nước màu trắng, vân vân, rất là cụ thể nhé. Tiếp theo đây sẽ là mặt bằng về định vị cửa của công trình. Thì quý vị thấy nè, mỗi vị trí cái hình tròn đây là một vị trí cửa nhé. Tôi ví dụ là đây là cửa chính nè, D1 nè, 3000 x 2700mm, đây là kích thước của cửa, cộng trừ 00 tức là cửa nằm sát sàn. Còn ví dụ cửa sổ thì SW là cửa sổ nhà vệ sinh, kích thước là 600 x 600mm, cộng 2.1 tức là cửa sổ sẽ cách sàn 2.1m. Đó, ký hiệu rất là dễ ha, nếu mà chúng ta biết đọc rồi chúng ta sẽ hiểu rõ ngay. Tiếp theo sẽ xem đến đây chính là về chi tiết cửa đi của công trình. Quý vị sẽ thấy nè, ở đây là cửa đi D1, quy cách cửa đi 4 cánh mở, kích thước 3000 x 2700mm, chất liệu nhôm hỷ kính, dày 8mm và số lượng là 1 bộ. Kích thước ở đây quý vị có thể thấy là 3000, nhưng chúng ta phải trừ đi những cái phần bản lề hai bên, đó chính 60-60 sẽ con số là 2880. Bây giờ sẽ thử con số này vào trong thước lỗ ban ha, để xem mà nó sẽ thuộc vào cung gì. Quý vị thấy 2880 này sẽ thuộc cung là trí tồn nằm trong khoảng nhân lộc, đây là khoảng tốt. Tài khoản này gia chủ nhà luôn sung túc, phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát triển, nâng tài đắc lợi, con cái thông minh hiếu thảo. Đó, quý vị có thể thấy kiến trúc sư chúng tôi sẽ luôn cố gắng tính toán những cái thông số gọi là phù hợp nhất và mang đến những cái ý nghĩa tốt lành nhất cho gia chủ. Tiếp theo sẽ xem đến đó chính là về mặt bằng lát sàn của công trình đi. Thì quý vị thấy ở đây, mặt bằng lát sàn, bây giờ anh xem của tầng 2 đi nhé. Tầng 2 thì những không gian ví dụ phòng thờ nè, phòng ngủ tôi ký hiệu số 1 là granite vân đá màu sáng kích thước 800 x 800. Đây là những không gian chung và thường diện tích lớn, cho nên chúng tôi sẽ ốp gạch khổ lớn tạo cảm giác nó rộng rãi hơn, chưa kể là cái màu sắc thì cũng nên ưu tiên những cái màu sáng ha. Còn ví dụ ở nhà vệ sinh đi, chúng tôi ký hiệu số 2 là gạch ceramic chống trơn có màu tối kích thước 300 x 300. Bởi vì sao không lựa chọn màu sáng? Bởi vì nhà vệ sinh là nơi mà chúng ta thường xuyên là ra vào, rồi có thể là dội nước sẽ có bị ẩm ướt. Nếu mà chúng ta lựa chọn màu sáng đó quý vị, thì em nghĩ một thời gian ngắn là nó sẽ bị xuống màu ngay, cho nên là màu tối sẽ lựa chọn tối ưu hơn. Thường em thấy là màu ghi hoặc màu nâu nè, những cái màu đó rất là được chuộng. Còn về chống trơn thì chắc chắn là cái yêu cầu cơ bản rồi, bởi vì như em nói là nó ẩm ướt mà, nếu không chống trơn đi sẽ dễ bị trượt ngã. Xem tiếp đến đó chính là về mặt bằng trần và đèn của công trình ha.
Ở đây anh sẽ xe vào trần đèn của tầng 1 nè. Quý vị thấy là sẽ có số vị trí chúng tôi ký hiệu số 1 là trần ốp thạch cao khung xương chìm bã matit là sơn hình nước màu trắng bằng đáy dầm. Còn số 2 thì cũng tương tự nhưng thấp hơn đáy dầm 150, cho nên là cái vị trí này sẽ được thiết kế thì nó sẽ lõm vào bên trong. Nó sẽ giúp chúng ta theo quan niệm phong thủy nhé, đó chính là nó giữ lại được cái vượng khí cho gia đình. Ngoài ra thì những vị trí lõm như vậy nó vô tình tạo cảm giác vườn trần nó cao hơn, cho nên khi mà ta ngồi sinh hoạt bên dưới cảm giác dễ chịu hơn. Còn vị trí số 3 là vị trí nhà vệ sinh nè, trần thạch cao chịu nước. Đây là vị trí như anh nói nó phải ẩm ướt, cho nên là chúng ta ưu tiên lựa chọn đó chính là thạch cao chịu nước nha quý vị. Còn ngoài trời chúng ta ấp số 4 là trần bê tông lăng sơn hai nước màu trắng. Xem đến hồ sơ kết cấu của công trình thì em sẽ xem đến mặt bằng móng ha. Nhìn vào đây thấy ngay công trình thi công là móng băng bê tông cốt thép. Và móng băng này sẽ là móng băng một phương nha quý vị. Móng băng thì sẽ chia làm hai loại, một phương hoặc hai phương. Một phương thì quý vị thấy đó, nó sẽ đồng đều với nhau. Còn ví dụ hai phương đi thì nó sẽ thường sẽ đan thành ví dụ giống như bàn cờ vậy đó. Cho nên là đó là cái điều cách mà chúng ta phân biệt. Với móng băng thì sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Ngoài chia theo phương vị, nếu chia theo độ cứng, có móng băng cứng, móng băng mềm hoặc băng hỗn hợp. Cuối cùng xem sơ điện nước công trình ngày hôm nay ha, thì em sẽ xem qua đó chính là về bàn bố trí ổ cắm và internet của ngôi nhà. Những vị trí ổ cắm nè, quý vị thấy vừa bước vào nhà hai bên sẽ có hai vị trí ổ cắm. Hấp bằng 0,4m là ổ cắm cách sàn 0,4m. Rồi ví dụ hai bên phòng khách ngay vị trí TV là chắc chắn phải có ổ cắm rồi mới cắm điện được đúng không nào. Rồi trong bếp cũng vậy, ngay vị trí tủ lạnh cũng sẽ có ổ cắm hấp bằng 1,2m. Và internet chúng ta sẽ bố trí bộ phát wifi trong trung tâm của phòng khách. Vậy là em vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình nhà lô phố mái bằng hiện đại. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích mẫu nhà này. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home số hotline 0964458888, 0821133333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.